Chào cả nhà nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với YouTube của Jimmy Tiên nha các bạn ơi. Hôm nay thì mình sẽ không làm ảo thuật mà cũng không xoay rubik nha các bạn nha. Mình sẽ mời các bạn vào trong gian bếp nhà mình để làm một số món ăn các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cái nồi Rapido này, nó có một số cái chức năng. Đây là nồi chiên không dầu các bạn ạ. Mình có thể là làm được nhiều món như là món gà này, gà nướng, rồi là món sườn này, sườn chua ngọt, rồi này món khoai tây chiên đấy, rồi là món phồng tôm, món vịt đấy, rất nhiều các bạn ạ. Đấy, thì là cái nồi Rapido này nó là nồi của Đức các bạn nhá, công nghệ của Đức các bạn ạ. Thì nó có nhiều chức năng lắm các bạn ạ. Đây mình giới thiệu một chút này, cái này là dung tích của nó là 6,5 lít, nhưng mà nhìn nó khá nhỏ gọn đúng không các bạn. Đấy, kiểu dáng thì mẫu mã mình đánh giá là nó cũng không đẹp lắm. Đấy, nó không đẹp lắm, có một số cái hàng lốc ăn lốc thì mình cảm giác thì nó đẹp hơn. Đấy. Nhưng mà nhìn nó nhỏ gọn. Đấy, một màu nó thì hơi tối, màu đen hơi tối. Đấy. Đây nhá. Nó có trên mặt của nó thì có hai nút này. Một nút này là nút nhiệt độ các bạn nhá. Tối đa là 200 độ này. Mình đã để 200 độ này. Một nút này là nút thời gian, tối đa là 60 phút. Rồi, đây là hai cái đèn này. Đèn này là đèn báo điện này. Đấy, đèn màu xanh này, đây đèn màu đỏ này là đèn inverter. Đấy thì nói về cái công nghệ inverter thì cái dòng này là nó tiết kiệm điện các bạn ạ. Khi mà nó đủ nhiệt độ rồi là nó sẽ ngắt. Đấy nó không chạy điện nữa. Đấy cũng là cái là ưu điểm của thằng Rapido này. Đây cái này thì là cái tay cầm này, nó khá là gọn. Đấy, thu lại ok rồi. Đấy thì hôm nay mình làm một món nó là món xúc xích đi. Đấy, xúc xích bình thường là mình phải rán dầu đấy các bạn, nhưng mà hôm nay là dùng cái nồi này không cần dầu luôn. Trước khi mà làm cái món này thì thường là các bạn phải cho nóng cái nồi lên nhá. Đấy, nóng nồi lên tùy vào mục đích của mình, vì cái này mình nóng được khoảng 5 phút này trước khi mình dùng. Đấy, rồi bây giờ mình mở ra nhá. Mình mở ra thì mình mở cái này ra này các bạn này. Ok. Đó, bên trong của nó đây. Đấy, đây là cái vỉ của nó nha. Bạn ơi, đã nóng rồi nha. Rồi. Cái này nhá, ở giữa này nó có một cái là quạt khuấy này, tí mình làm dùng cái món khác thì mình sẽ cho vào, nhưng cái này mình dùng cái món này không cần dùng cái quạt khuấy để cho đều. Rồi mình sẽ đổ này, mình sẽ cho xúc xích vào các bạn ơi. Tình hình là rất tình hình, hôm nay không biết có tình hình gì hay không mọi người ơi. Mọi người chia sẻ nha. Ok. Mọi người có gì chia sẻ cho vui nào. Mọi người cứ tám chuyện cho vui đi nha. Mình làm tiếp rồi, ok nha. Bây giờ mình để vào các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình đưa nha, nhiệt độ mình để 200 độ đi. À, còn cái này là mình để khoảng 5 phút. Nếu như đây là nó là cái xúc xích này, là xúc xích phô mai nhá, Sophia của Đức nhá. Đấy, ok. Đấy, mình sẽ cho lên 5 độ nhé các bạn ơi. Khoai này. Đó. Đấy, bắt đầu. Quay đều các bạn ơi. Đây nha, nó có một cái kính này rất hay các bạn nha. Mình đứng đây mình nhìn thấy luôn bên trong xúc xích và những cái thức ăn khác, món khác là mình nhìn thấy luôn là cái nó đang hoạt động như nào và chín hay chưa. Nên các bạn mà làm một số món như khoai tây chiên thì các bạn là nhìn thấy là độ chín của nó màu vàng, nó đã ổn chưa. Đấy, nếu như mình mà làm thấy chưa ổn thì là mình sẽ để cho chạy tiếp, mà chín rồi thì mình có thể ngắt thôi. Đấy, nó sẽ không bị cháy. Nó đang nóng đấy các bạn. Đây nha, mình nói thêm nhá, đây là cái này là cái nút này đây, điện sáng là cái nút này là cái nút báo inverter các bạn ơi. Cái nút đèn đỏ này khi mà nhiệt độ đầy đủ rồi nó sẽ ngắt để tiết kiệm điện các bạn.
Cái nồi này mình mua trên mạng giá là 2.250.000, mình thấy là giá nó khá hợp lý. Giá khá hợp lý mà làm được khá nhiều việc, mình đã làm một số món ăn rồi. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người đến với lại kênh YouTube của Jimmy Tiên nha. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đến và cùng chia sẻ, giao lưu với mình nha. Rất cảm ơn mọi người ạ. Mình thì có sở thích làm thơ, rồi thích nghe nhạc trữ tình, thích coi bóng đá. Mà dạo này bóng đá coi như là nó bị coi như là dừng hết rồi vì dịch dịch Covid các bạn ạ. Nghe giải ngoại hạng Anh rồi giải Ý rồi Liga rồi tất cả kể cả C1 bây giờ tất cả cuối tuần đầu tuần giữa tuần đều không có bóng đá nữa cũng hơi buồn các bạn ạ. Đấy, nó vẫn đang chạy các bạn nhé, vẫn đang chạy đấy các bạn thấy không, đây cái nút này bây giờ nó chuyển tắt nó đi rồi nhá, bây giờ như vậy là nó đang ngắt rồi đấy. Đấy, nó cảm thấy nhiệt độ chưa đủ nó lại bật lên các bạn nhé. Đấy, nó lại bật lên. Mình thì thỉnh thoảng mình cũng có vào bếp để chia sẻ giúp đỡ bà xã một chút thôi, còn là bà xã mình nấu vẫn là chính các bạn ạ. Thỉnh thoảng thì vào rửa bát gọi là giúp vợ tí cho sảng khoái. Và mọi người ai mà có cùng sở thích thơ ca hò vè thì giao lưu mình nhá, mình rất là thích luôn. Ngày trước mình thích thơ của Nguyễn Du, sau đó thích thơ của ông Xuân Diệu, rồi là Hàn Mặc Tử. Đấy. Với cái xúc xích mà khác ấy thì mình các bạn để 6 đến 8 phút, cái này mình để khoảng 5 phút thôi vì nó cũng như là đây là xúc xích phô mai các bạn nhé. Đấy, nó sẽ nhanh hơn. Trước đây không dùng cái này, mỗi lần là phải coi như là mình dùng cái chảo mình cho dầu vào, nhiều khi mà nó bắn lên khá là sợ. Ok. Bây giờ là nó chín rồi các bạn nhá. Bây giờ là mình ở đây này. Rồi mình chạy mình rút điện ra. Điện ra các bạn nhá. Rồi ra này. Wow, rất thơm các bạn ơi. Đây tay cầm của nó này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Nó vẫn hoạt động khá là rõ. Tay cầm đây nha các bạn nhá. Đấy, đưa ra nha. Ok, tinh 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 tinh. Bây giờ mình sẽ gắp xúc xích ra các bạn ơi. Con ạ, à, bố rán cả phòng tí bố làm cả khoai tây chiên nha, con có thích ăn xúc xích không? Món này là coi như là phục vụ bạn nấm nhà mình là chủ yếu, mọi người ạ, bạn nấm thích ăn món này lắm. Rất thích ăn xúc xích luôn. Rồi, nó cũng tương đối rồi các bạn ạ. Rồi, mình cho vào nha. Mình đã cho vào, ok. Rồi, mình đóng lại. Đây các bạn ơi, tôi thích ra ngoài nha. Ồ, ngon lắm các bạn ơi. Rồi, món này ăn xong thì mình có thể làm cốt riệu cũng được các bạn ạ. Các bạn nhá, bây giờ thì mình xong rồi lần sau này mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn làm thêm một số món khác các bạn nhé. Đến đây thì xin chào tạm biệt các bạn nhá, hẹn gặp lại các bạn.